Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Buổi chiều hôm nay Tiến MB tiếp tục review cho các bác những cái hàng hit hot các bác nhé. Đây là những chiếc súp của JBL ZRX 118S hàng full scope các bác nhé. Thì hàng vừa về sau được mấy chục quả các bác, được mấy chục quả thôi. Đó. Đây là bóc chiếc ra này để quay review cho bác này. Còn trong đây nữa này. Đó. Mấy chục quả luôn cho các bác. Từ bên Tết về còn rất nhiều các bác nha. Đấy, thì về thời gian này là biên nó không bị tắc thì nó về rất dễ. Hầu cuối năm thì hầu thì không có hàng nữa các bác. Hàng thì bây giờ hiện tại đang lên giá rồi. Đâm nên là các bác là cứ mua thì xác định mua thì mình mua luôn đi các bác ạ. Vừa được kén chọn, vừa được giá hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác xem video hay nhớ cho em Tiến một like này. Bấm đăng ký kênh, bấm chuông, chia sẻ thật nhiều cho Tiến MB các bác nhá. Cho dù các bác không mua thì ủng hộ em một like, chia sẻ thật nhiều cho Tiến. Đó là Tiến mình rất cảm ơn các bác về vấn đề đấy. Đây là chiếc súp mới tinh vừa bóc ra xong các bác nhé. Đây, trong rất mới. Đây. Đó. Vừa về cái này em phải đăng ngay lên cho các bác cho nóng. Giá em sẽ báo sau video luôn cho các bác nhé. Đi tới 118S. Đó, công suất đầu vào là 350. Mắc nó 1400W các bác nhé. Đó, các bác nhìn ra chưa ạ? Là thông số kỹ thuật đây, vải trầm xuống được 38 Hz, cực kỳ mềm các bác nhá, cực kỳ mềm luôn. Đó. Đấy, thế thôi. Đây là những cái túi chống ẩm các bác nhá, còn mới đến chống ẩm. Đây, em vừa bóc ra đây, chống ẩm trong nước nguyên. Đây ạ, các bạn nhìn cái số cái hàng mới thích không ạ? Được cực kỳ thích luôn các bác. Nhìn nó đen hóng ngả luôn, đồ tây nó làm nhìn sướng mắt thật các bác, khỏi phải nghĩ luôn. Đó. Giá thành rất hợp lý thôi các bác, để sau video em phải báo giá luôn cho các bác. Cái đồ này anh chẳng phải test tụi mình nữa, nó mới tinh trong hộp rồi đúng không ạ? Mới tinh rồi các bác, nhìn cái lấm nòa đấy đỏ au luôn các bác. Này, hàng mới thì các bác chả phải lăn tăn thì về đi xem là nó đẹp bao nhiêu phần trăm nữa rồi đúng không? Quan trọng mỗi là giá thành hợp lý là mình nổ thôi. Các bác nhớ theo video hay, nhớ cho em điểm một like các bác nhá. Độ nhạy của nó 127 decibel các bác này. Đó. Số seri mã vạch tất tần tật ở đây các bác nhá. Đó. Nguyên phi trong hộp luôn. Về được hơn 20 quả các bác nhá. Cái này là thôi em bán buôn nó nhanh lắm, bác nào lấy lẻ thì cứ báo em. Đó. Đây, vải tần nó xuống sâu được tận 38 này, cực kỳ là mềm các bác nhé. Bình thường như súp các bác cắt từ 50 cho đến 60 cho lên 100 thôi. Ở đây xuống được 38 rồi, cực kỳ mềm luôn. Không phải nghĩ luôn rồi. Đó. Rồi, chào các bác xem lại. Đây. Xem cái lỉ nó mới tinh như xem sướng các bác. Đúng không ạ? Mướt mượt mượt. Nhìn cái em tí mượt luôn. Bên Tiến thì là vừa về xong thì cũng cộng cước rồi các bác. Thì Tiến TV đang bán giá là 14.500.000 một quả bao ship cho các bác nhá. 14.500.000 một chiếc bao ship cho các bác toàn quốc. Cực kỳ hấp dẫn. Các bác đi mua những cái hàng bãi thì nó rơi tầm độ 12, 12 năm, 13. Thì nó có 14 năm thôi. Các bác thêm 1, 2 triệu nữa. Các bác dùng hàng mới. Được dùng hàng mới, đúng không? Đấy. Đấy, số sách vừa bóc ra xong rồi con này. Đấy. Chống ẩm, chống nhớt tất đây này. Nói chung những cái hàng của hãng JB thì nó là đẳng cấp rồi các bác. Mà năm nay mới có hàng mới thôi, năm trước các bác đi mua chả có. Đẹp không? Nó quá là đẹp luôn. Đây là thông số, đây cắt tơ thông số kỹ thuật của loa, chiều cao, rộng, cân nặng. Rồi là củ bát nhiếc. Đó. Tiếng Anh em Tiến tìm với cái gì. Đó các bác. Hàng mới nhìn cũng là nó đẹp này. Đây, Tiến đi hàng đi đây. Đó. Vài hôm nữa lại về tiếp tục các bác nhá, cực kỳ nhiều luôn.
còn nhiều hàng lắm. Tại vì là năm nay là thì mình thuê nhà đấy, thì chuyển ra cái nhà này nó cũng chật lắm quá, nó không đủ rộng rồi. Trong nhà em đầy hàng rồi, hàng em để đầy luôn, chả thiếu hàng gì cả. Tất trong này còn kia rồi. Rất nhiều. Cờ rau này, rất nhiều. Quan trọng là các bác có yêu em Tiến không thôi. Các bác mà yêu em Tiến thì ủng hộ cho em Tiến các bác nha. 14.500.000 một chiếc Tiến Mini sẽ bao ship cho các bác toàn quốc đó. Bác nào mua thì là sớm với Tiến Mini theo số điện thoại là 0948 388 448. Tiến Mini ở thị trấn Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nha. Còn các bác là không mua để xem tham khảo thôi, để Tết mua thì nhớ cho em một like. Đấy, các bác không mua thì các bác cho em một like là quay lại ủng hộ em rồi các bác nhá. Và chia sẻ thật nhiều vào. Tiến Mini thích các bác chia sẻ nhiều này và bấm đăng ký kênh đó các bác nhá. Thank you rất nhiều đã xem hết video của Tiến Mini. Tiến Mini làm video ngắn thôi, 5-6 phút thôi, cố gắng xem hết video. Tiến Mini sẽ báo giá ngay ở sau video luôn các bác nhá. Xin chào các bác.